dạ các chị, dạ các chị nhấn một nút chia sẻ like giùm em với nha. Chị chấm chấm tương tác với em đi ạ. Chị nào đang xem chấm chấm tương tác với em nha. Em chào chị Oanh Tú ạ. Chào tất cả các chị đang xem live. Các chị xem và chia sẻ giùm cho em với nha các chị nha. Chia sẻ livestream ha. Tí nữa em sẽ tặng đầm cho các chị đã chia sẻ livestream cho em nha. Em chào chị Bí Ngô nè. Tí nữa mình chơi mini game nha các chị. Các chị chia sẻ live nhiệt tình cho em rồi tí nữa mình chơi mini game nha. Cảm ơn chị Bí Ngô đã chia sẻ like của em nè. Em chào chị Hoàng Hương với công sở hả chị Thanh Hải. Đợi em xíu nha. Các chị chia sẻ like giùm em nha các chị.
chia sẻ like nhiệt tình cho em để em lên đồ cho các chị xem nè. Chị ơi chị nhắn tin cho em đi chị Nga Thanh. Cái chị nhắn gì trên line em không có giải quyết cho chị được đâu. Chị nhắn trong trang chị mới giải quyết cho chị được. Em chào chị Nguyễn Ngọc và em chào tất cả các chị. Các chị đang xem live, chia sẻ live dùm cho em nha các chị nha. Chia sẻ live ha. Em lên mẫu nha các chị nha.
hỏi mẫu su Burberry nha các chị. Đây ha, đây su Burberry nha các chị nha, cực kỳ xinh luôn. Rồi eo 90 đổ lại mặc vừa này các chị. Chất thun ha, chất thun rất là đẹp luôn. Cổ sơ mi nha các chị nha, mẫu này em sẽ lên với cái lên với giá là 140.000 ạ. Lên với giá 140.000 nha các chị nha. Đây ha, cực kỳ xinh luôn. Eo 90 đổ lại mặc vừa. Eo 90 đổ lại mặc vừa nè. Rồi chị nào lấy mẫu này thì chốt cho em mã 1 nha. Chốt mã 1 cho em. 140.000 thôi các chị ơi. 140.000. Thon công sở nha các chị, có túi luôn ha. Thon công sở có túi luôn nè. Cực kỳ xinh. Rồi chị nào lấy thì chốt mã 1 cho em, chốt thun nha các chị. Chốt thun nha. Rồi chị nào lấy thì chốt mã 1 nè. 140.000 nha các chị. Mã số 1 ha. Rồi mã số 2 ạ. Mã số 2 nha các chị, caro nhỏ hơn ha. Mã 2 nè, 140.000 luôn nha các chị nha. Không công sở hết ha. Mã số 2, chị nào lấy thì chốt mã 2 cho em. Số 2 nha các chị. Đây mã 3 ha. Mã số 3 ạ. Chất thun cực kỳ đẹp luôn nha các chị nha. Mặc rất là mát luôn. Mã số 3 ha. Cổ sơ mi nha các chị nha. Đây, cổ sơ mi này rất là xinh luôn. Con không sợ hết nha các chị. Mã số 3 chị nào lấy mã 3 cho em, chốt mã 3 cho em nè. 140.000 nha các chị nha. Mã 3 ha. Mã số 4 ạ. Mã 4 cho các chị caro đỏ nha. Mã số 4 caro đỏ. Eo 90 đổ lại mặc vừa hết nha các chị nha. Eo 90 đổ lại mặc vừa. Chị nào lấy thì chốt cho em mã số 4 nè. 140.000. Mã số 4. Mã 5 ha. Mã 5 sập tím nha các chị. Mã số 5 nè. Mẫu này có túi hết luôn nha các chị nha. Mã số 5, chị nào lấy chốt mã 5 cho em. Eo 90-92 đổ lại mặc vừa hết nha các chị nha. Không công sở ha. Chị nào lấy mã nào chốt mã cho em nha. Thank you.
cho tất cả các chị nha. Rồi mã số 6 ạ. Mã 6 nha các chị, eo 90 nè. Hoa công sở eo lớn nha các chị nha, mã 6. Chất thun ha. Chất thun rất là đẹp luôn, mã số 6, chị nào lấy chút mã 6 cho em. Chị Nguyễn Thanh Huyền ơi, em đang sale 140.000 á chị đẹp. Mã 7 nha các chị. Mã số 7 nè. Mã số 7. Chị nào lấy thì chốt mã 7 cho em. Cổ sơ mi hết nha các chị nha. Cổ sơ mi đính nút. Chị nào lấy thì chốt mã cho em. Mã số 8. 52kg vừa nha chị Trần Thùy Linh ơi. 52kg vừa đẹp luôn nha chị. Mã 8 nè. Chị nào lấy mã 8 thì chốt mã 8 cho em. 140 thôi các chị ơi. Tám chị Nguyễn Thanh Huyền nè, ok chị ạ. Eo 90 đổ lại mặc vừa chị ơi. Mẫu này eo 90 hết. Đây mã số 9 nha các chị. Burberry đen 19 ha. Số 9. Vừa nha chị Trần Thùy Linh ơi, vừa đẹp nha chị nha. Dạ chất thun đó cô Lữ Phương ơi. Cô Lữ Phương chất thun lạnh đó cô. Có giãn cực kỳ đã luôn. Có túi luôn ạ. Mấy mẫu này có túi luôn ha. Hoa công sở nè, mã số 9, chị nào lấy thì chốt mã 9 cho em. Chốt mã số 9 nha các chị nha. Chốt mã số 9 nè. Mấy cái mẫu này lên đều eo 90 đổ lại mặc vừa nha các chị nha. Eo 90 đổ lại hết ha. Nâng hả? Đây mã 10 nha các chị. Đợi em một tí ha, em kiểm tra sổ đã. Nhiều đơn lắm, mấy chị hỏi em cũng không nhớ được. Mã số 10 ạ. Caro đỏ nha các chị, mã 10 nè. Cực kỳ đẹp luôn. Chị Phạm Nâng gửi hàng đi cho. Mã 10. Rồi chị nào lấy mã nào thì comment mã cho em nha. Chị Cẩn Phạm xem gọi điện thoại gì cho chị. Chị không nghe máy gì chị. Chị Phạm Đăng em chưa gửi chị ơi. Bông. Eo 90 vừa hết nha các chị nha. Ngực hả chị Ngọc Diễm? Ngực hết hả? Ngực hết luôn. Chị cầm đơn mới thì
Cầm 73 lên 73 đi đi luôn. Tôi nhớ hình như chứ. Ngực 104 luôn á chị ơi. Dạ 140.000 á chị Canh Trinh Thi ơi. Chị Ngọc Diễm ơi, ngực 104 á chị đẹp. 104, 106 á chị. Rồi em dơ mẫu lại một lần nữa cho các chị được chọn mã nha. Chỉ có một cái áo ở bên em á. Em gửi cho chị cái áo đó luôn nha chị Cẩn Phạm nha. Gửi theo địa chỉ cũng nha. Ok chị Phạm Nâng ạ. Sọc đỏ vải gì về em? Dạ vải thun á chị Ngọc Diễm ơi, thun lạnh á, chất thun cực kỳ đã luôn. Đây mã số 1 nha các chị. Mã số 1 140.000 hết thôi, em lên đồng giá 140 cho các chị nè. Mã số 1 ạ. À. Đây là mã số 1 nha các chị nha. Form cực kỳ xinh luôn. Mã số 1 ha. Có túi hết nha các chị. Mã 1 có túi hết ạ. À. Mã số 1 nè. Mã số 2 ạ, à. Mã số 2 caro nhỏ nha các chị nha. Mã 2 ạ. À. Chị nào lấy chốt cho em mã số 2. Em không giữ đơn được nữa đâu chị ơi. Em gọi cho chị 80 cuộc mà chị không có nghe. Cuộc nào hết á. Mã 1 của chị Nguyễn Thanh Huyền. Mã 1 em hết rồi chị Hồng Lam ơi. Mã 2 còn nha. Mã 2 caro nhỏ còn nha các chị. Chị Hồng Lam lấy mã 2 được không? Mã 2 cũng là caro nhưng mà caro nhí. Dạ em chào chị Ely Nguyễn ạ. À. Chị Nguyễn Thanh Huyền lấy mã số 1 nè. Chị Nguyễn Thanh Huyền ghé đúng không chị? Chị ghé lấy đúng không? Dạ ok chị Hồng Lam lấy mã 2 ạ. À. Mã 2 em vẫn còn nha các chị nha. Em vẫn còn mã 2, chị nào lấy thì chốt mã 2 cho em ạ. À. Em xả cho các chị với giá chị 140.000 thôi ha. 140.000 thôi nha các chị nha. Các chị nhanh tay ạ. À. Mã 2 em vẫn còn nha các chị nha. Chị nào thích thì comment cho em mã 2 nè. Đây là mã số 3 nha các chị. Mã 3 em có một cái duy nhất thôi ạ. À. Mã số 3, một cái duy nhất. Sọc cực kỳ xinh luôn. Mã số 3. Chị nào lấy thì chốt mã 3 cho em ạ. À. Chốt mã số 3 cho em nha. Phong công sở eo 90 đổ lại mặc vừa hết nha các chị nha. Eo 90 đổ lại mặc vừa, chốt thun cực kỳ đã luôn. Mặc rất là mát ha. Mã số 3, chị nào lấy chốt mã 3 cho em ạ. À. Mã 4 caro đỏ nha các chị. Mã số 4 caro đỏ nè. Mã số 4 eo 90 đổ lại mặc vừa hết nha các chị nha. Mã 4 ạ. À. Dạ ok chị Nguyễn Thanh Huyền ạ. À. Mã số 4 chị nào lấy chốt mã 4 cho em nè. Cực kỳ xinh luôn. Cổ sơ mi nha các chị nha. Đó. Eo 90 đổ lại mặc vừa ha. Chị nào lấy chốt mã 4 cho em ạ. À. Mã 4 em cũng có một cái duy nhất thôi nha các chị. Chị nào lấy chốt mã 4 cho em nè. 140.000 thôi các chị nha. Mã 4 của chị Hồng Lam ạ. À. Cốc nước không? Chịu chịu. Lấy nước lọc nấu hả? Rồi mã 5 nha các chị. Mã 5 Burberry nè. Mã số 5. Em hết mã 4 chị Hồng Nguyễn ơi. Các chị chốt mẫu khác giùm cho em nha. Đây, mã số 5 nha các chị, form Burberry ha. Cực kỳ xinh luôn, mã số 5. Mã 5 nè. Chất thun cực kỳ đẹp luôn nha các chị nha. Đó, thun nè. Trời rất là đã tay luôn.
không dài dặn luôn nha các chị. Rồi chị nào lấy thì chốt mã 5 cho em. Burberry ha, có túi luôn nha các chị nha. Mấy mẫu này em lên là có cổ có túi cho các chị đi công sở được hết luôn ạ. Mã 5 của chị Ngọc Diễm. Chị Ngọc Diễm Vĩnh Long đúng không chị đẹp ơi? Đúng thì ok cho em nha. Rồi một cái mã 5. Một cái mã 5 cho chị Hồng Nguyễn. Chị Hồng Nguyễn Tây Ninh hay là Tuyên Quang chị? Dạ ok chị ạ. Chị Hồng Nguyễn Tây Ninh hay Tuyên Quang mà chị đẹp ơi. Ngực cũng dài luôn á chị, ngực 104 106 nha chị Ngọc Diễm ơi. 104 106 ạ. Mã 5 em hết nha các chị nha. Mã số 5 em hết ạ. Để em coi. Đợi em một tí các chị ơi. Tây Ninh ok chị ạ. Mã 5 em hết nha. Đây mã 6 nha các chị. Burberry sọc tím ha. Mã 6 Burberry sọc tím nha các chị nha. Dạ vừa luôn nha chị. Chị Trần Huyền Băng ơi, mấy mẫu này 47kg rồi, 47kg đẹp luôn nha các chị nha. Đây mã 6, chị nào lấy chút mã 6 cho em. Có một cái duy nhất ạ. Giống như Burberry mã 5 nhưng mà cái này là sọc tím nha các chị. Mã số 6 ha. Eo 90 đổ lại mặc vừa hết nha các chị nha. Eo 90 đổ lại mặc vừa hết ạ. Mã 6 chị nào lấy mã 6 chút mã 6 cho em nè. Có một cái duy nhất. Giống như Burberry mã 5 nhưng mà thay bằng sọc tím nha các chị nha. Chị Sunrise Ánh Nhung lấy mã 6 trên số điện thoại nha chị đẹp nha. Chị Ánh Nhung trên số điện thoại à. Chị Ánh Đoàn à, dạ 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 rồi ok chị Ánh Đoàn. Rồi mã 7 nha các chị. Mã 7 ha. Mã số 7 nè. Chị nào lấy chốt mã 7 cho em. Mã số 7 em có một cái duy nhất luôn. Chị nào bị hụt mã 5 thì lấy mã 7 là cực kỳ xinh luôn nha các chị nha. Hụt mã 5 lấy mã 7 nha các chị. Em chào chị Thúy Hằng ạ. À. Rồi chị nào lấy chốt mã 7 cho em nè. Eo 90 đổ lại mặc vừa hết nha các chị nha. Phong công sở có túi luôn. Rồi 7 của chị Trần Thùy Linh ạ. À. Dạ 140.000 thôi chị Trần Huyền Băng ơi, 140.000 thôi các chị. Rồi mã số 8 nha các chị nha. Rồi mã 8, chị nào lấy thì chốt mã 8 cho em. Mã số 8. Mã số 8 ha. Rồi chị nào lấy mã 8 chứ, mã 8 cho em nè. Eo 90 đổ lại mặc vừa hết nha các chị. 90 92 được luôn ha. Chị nào hụt mã 5 mã 7 thì chốt cho em mã 8 nè. Mã số 8 nha các chị nha, một cái duy nhất ạ. À. Thì tôi like nhưng mà ai mà nhớ được. Hình như trong sọt ghế á Trang ơi. Nói thật ra
Mã 8. Mã 8 của chị Mây Huỳnh ạ. Chị Mây Huỳnh lâu ngày quá chị hả? $140,000 nha chị Trần Huyền Anh, Trần Huyền Băng ơi, $140,000 nha chị Cúc Nguyễn. $140,000 nha các chị. Rồi mã số 9 ạ. Mã số 9 Burberry đen nha các chị nha. Mã 9 Burberry đen nè. Cực kỳ đẹp luôn. Mã số 9 ha. Eo 90 đổ lại mặt vừa. Chị Đan Đan. Chưa. Có nha Đan Đan thân yêu. Nhưng mà đang cúp nước rồi. Không biết nấu cơm được không nữa nè. Rồi. Mã 9, chị nào lấy chốt mã 9 cho em. Chốt mã 9 ạ. Mã số 9 nha các chị nha. Rồi mã 9 của chị Hiền Minh một cái nè. Em vẫn còn mã 9, các chị có comment cho em nè. Chị Hiền Minh một cái nè. Chị Trần Huyền Băng cho em số điện thoại đi chị đẹp ơi. Chị Trần Huyền Băng. Trong Huyền Băng cho em số điện thoại nha chị đẹp. Cho em số điện thoại để em chốt cho chị cái mã số 9 nè. Rồi Burberry đỏ. Burberry đỏ mã số 10 nha các chị. Burberry đỏ mã 10 nè. Eo 90 đổi lại mặt vừa hết nha các chị nha. Màu ở ngoài nó nhã hơn màu trong like nha các chị. Ở trong like là em có bật đèn sáng cho các chị nhìn mẫu á. Còn màu ở ngoài nó nhã hơn nha, cho nên các chị yên tâm ha. Rồi chị nào lấy chốt mã 10 cho em nè. Chị Huyền Băng lấy mã 9 cho em số điện thoại đi chị đẹp ơi. Chị nào lấy mã 10 chốt mã 10 cho em. Mã 10 Burberry đỏ nha các chị. Cực kỳ đẹp luôn. Dạ ok chị Trần Huyền Băng nè. Chị nào lấy mã 10 chốt mã 10 cho em nha. Vừa mới hôm qua luôn á. Vừa mới trả được hôm qua luôn á. Về cổng tiền Huế. Chị có 9 nha chị Ánh Đoàn. Chị có 9 ạ. Rồi chị nào lấy mã 10 chốt mã 10 cho em nha. Mã 11 ạ. Mã 11 Burberry cam. Mã số 11 nha các chị. Mã 11. Eo 90 đổi lại mặt vừa. Chất thun lạnh cực kỳ đẹp luôn nha các chị nha. Dạ 140,000 á chị Khuyên Hoàng ơi. 140,000. Mã 946kg rộng không? Được nha chị chứ không rộng lắm đâu. Đây em sẽ chồng vô cho các chị coi nè. Đây nha các chị. Dạ ok chị Ánh Đoàn. Đó. Đây ha. Mang lên form cực kỳ đẹp luôn nha các chị nha. Còn các chị nào mà ca tính hơn á thì mình cắt dây thắt lưng eo lại nè. Đó. Đẹp nha các chị. Chị My bể nợ trốn rồi nha. Cực kỳ đẹp luôn. 140,000 nha các chị. Chị nào lấy mẫu này thì chốt cho em mã 11 nha. Chốt mã số 11 nha các chị nha. Chốt mã số 11 ạ.
mã 11, eo 90 độ loại mặc vừa nha các chị. Đây mã 11 nha các chị. Chị nào lấy chốt mã 11 cho em nè. Rồi mã 12 nha các chị nha. Mã 12. Mã số 12 ạ. Eo 90 độ lại mặc vừa có túi luôn nha các chị nha. Đầm tầng em mặc dạ vẫn còn nha chị Trần Thùy Linh, nhưng mà eo 72 thôi chị đẹp ơi. Đầm em đang mặc eo 72 nha các chị. Em đang sale mẫu này 170 nè. Đầm tầng 170. Mã 12 của chị Anh Thư Phạm. Dạ ok chị đẹp nha. Mã 12 em vẫn còn, chị nào lấy thì chốt mã 12 cho em nha các chị. 12 em vẫn còn nè. Chị nào lấy mã 12 chốt mã 12 cho em, xinh lắm. Em gửi đồ cho chị chưa? Dạ chưa nha chị đẹp ơi. Em vẫn chưa soạn hàng xong. Có đơn hôm qua rồi nhé. Ok chị Trần Huyền Băng ạ. Ok chị. Rồi em qua mẫu khác nha các chị đẹp ơi. Chị nào thích mẫu mà suông có cổ giống như lúc nãy thì cứ comment lên cho em nha. Em sẽ lao lại cho các chị coi. Bây giờ em sẽ qua mẫu mới nha các chị. Bây giờ em qua mẫu mới ạ. Em qua cổ tròn nha các chị. Mẫu cổ tròn ạ. Đây các chị, nếu đi công sở mà không thích nổ cổ sơ mi thì mình chuyển qua cổ tròn nha các chị nha. Cực kỳ xinh luôn, có dây kéo khóa đồng nè các chị. Dây kéo khóa đồng ha. Đó, cái form này thì nó to hơn nha các chị nha. Form này 60kg độ lại mặc vừa. Form 60kg độ lại mặc vừa nha các chị nha. Đây form lớn cho các chị lớn nè. Đó, 60kg độ lại mặc vừa. Túi trước nha các chị. Tôi trước ha. 60kg độ lại mặc vừa hết nha các chị nha. Rồi chị nào lấy chốt mã 1 cho em nè. Mã số 1 ạ. 140.000 luôn nha các chị. Em hôm nay sẽ lên đồng giá cho các chị với giá chỉ có 140.000 thôi ạ. Mã số 1 ha. Form lớn 60kg độ lại mặc vừa nha các chị. Trên 1m6 các chị 62, 63kg được luôn ha. Rồi chị nào lấy thì chốt mã 1 cho em nè. Mã số 1. Cực kỳ đẹp luôn nha các chị nha. Mã 1 của chị Hồng Lan. Dạ ok chị đẹp ạ. Mã 1 em vẫn còn nha. Chị nào lấy chốt mã 1 cho em ạ. Rồi. Mã số 2 nha các chị, màu này cực kỳ xinh luôn. Mã số 2 nè. Các chị trên 1m6 62 63kg độ lại vừa nha các chị, dưới 1m6 thì tầm 60kg độ lại ha. Em đo ngực đầm cổ tròn cho chị. Dạ ok chị Ngọc Diễm, em sẽ đo ngực cùng chị. Mẫu này to hơn nè, to hơn cái mẫu cổ sơ mi lúc nãy nha các chị nha. Rồi ngực mẫu này là 106, 108 nha chị Ngọc Diễm ơi. 106, 108 ạ. Độ co giãn lớn nhất ha. Độ co giãn lớn nhất là 106, 108. Rồi chị nào lấy thì chốt mã số 2 cho em.
Mã 2 em có một cái duy nhất thôi ạ, mã số 2 nha các chị nha. Chị nào lấy mã 2 chốt mã 2 cho em ạ. Mã 2 có một cái duy nhất thôi nha các chị, màu rất là xinh luôn. Rồi mã số 3. Ôi cái mã 3 này thì nhỏ hơn nha các chị nha. Mã 3 form nhỏ hơn nè. Mã 3 form như đầm cổ sơ mi. Mã 3 yêu 90 ha. 8688 nha các chị nha. Mã số 3 nè, chị nào lấy chốt mã 3 cho em. Cái màu này rất là xinh luôn, màu ruốc nè các chị. Chị nào lấy chốt mã số 3 màu ruốc nha các chị nha. Màu ruốc ha. Một cái duy nhất ạ. Chị nào lấy chốt mã số 3 cho em nè. Túi trước luôn nha các chị nha. Mã số 3. Một cái duy nhất ạ. Này form nhỏ. Chị nào lấy chốt mã 3 ạ. Dạ, em cảm ơn chị Sô-cô-la Jessica. Cảm ơn chị đã ủng hộ shop nha. Rồi chị nào lấy mã 3 chốt mã 3 cho em. Ba Trang ơi, Trang ơi. Có khách Trang ơi. Đợi xíu chị ơi, lấy đồ hả chị? Ngực này 100 mà chị đẹp ơi. Ngực này 100 chị ơi. Mã số 3 ngực 100 ạ. Dạ yeah, ok chị Sô-cô-la Jessica. Mã 3 ngực 100. Rồi mã 4 nha các chị. Mã số 4 ạ. Mã số 4 ha. Burberry cam này cực kỳ xinh luôn. Mã số 4. Dây kéo khóa đồng hết nha các chị nha. Đây túi đây ạ. Cực kỳ cưng luôn. Mẫu này mình đi công sở ok hết ạ. Rồi mẫu này cũng 60-62kg đổ lại mặc vừa nha các chị. 60-62kg đổ lại mặc vừa nè. Rồi chị nào lấy thì chốt mã 4 cho em. 60-62kg nha các chị nha. 65kg cao trên 1m6 được luôn ha. Trần Thị Hồng Diệp ạ. À. Chị nhắn tin vào trong trang, chụp cái bill nhắn tin vào trong trang dùm cho em nha chị nhé. Ờ Trang ơi. Em ơi có đầm siêu phẩm eo 90 cho chị 50 tuổi màu đỏ đô. Siêu phẩm eo 90. Đầm xòe suông hay là body á chị Lý Phạm ơi. Đây mã 5 nha các chị. Mã 5 nè. Mã số 5 size 2X nha các chị nha. 65kg đổ lại mặc vừa luôn. Mã 5 size 2X 65kg đổ lại mặc vừa. Một cái duy nhất chị nào lấy thì chốt cho em mã 5 nè. Mã số 5 65kg đổ lại mặc vừa nha các chị. 65kg đổ lại mặc vừa ha. Chị nào lấy chốt mã 5 cho em. Ok chị Ngọc Diễm. Dạ có nha chị Thúy Hằng ơi. Rồi mã 6 nha các chị. Mã 6 60kg đổ lại mặc vừa. Mã số 6
60kg đổ lại mặc vừa, chị nào lấy chốt mã 6 cho em nha. Chốt mã số 6 ạ. Rồi mã 7 ạ. 76 hả chị? Em có mấy mẫu đây mà không biết có eo 76 không? Mã 7 nha các chị nha, mã 7 60kg ạ. Chị nào lấy chốt mã 7 cho em. Mã số 7 nha các chị. 60kg rồi lại một vừa phong công sở ha. Cổ tròn nha các chị nha. Rồi chị nào lấy mã 7 chốt mã 7 cho em nè. Đây, dạ hội siêu phẩm nha các chị ơi. Dạ hội của Yến siêu phẩm ha. Cực kỳ đẹp luôn nè. Đó. Xẻ một tí ngay đùi nha các chị. Xẻ đùi ha. Nè cái cổ đó nè. Cực kỳ đẹp luôn nha các chị nha. Cổ Yến ha. Đằng sau nè. Cực kỳ đẹp luôn nha các chị. Ở đây là nó có phối một lớp lưới nha các chị nha. Đẹp cực kỳ luôn. Mẫu này em có hai màu ha, màu hồng và màu trắng nha các chị nha. Chấp thun u mì nha. 370 hôm nay em sale cho các chị với giá 320 thôi nha các chị. 320.000 thôi ạ. Rồi mẫu này eo 74 ha. Eo 74 đổ lại mặc vừa nha các chị nha. Eo 74 đổi lại mặc vừa 320.000. 320 nha. Cực kỳ đẹp luôn. Chị nào lấy thì chốt cho em mã hồng nè. Chốt mã hồng cho em eo 74 đổi lại mặc vừa nha các chị. Có xẻ đùi nha các chị nha. Xẻ đùi ha. Rồi chị nào lấy thì chốt mã hồng cho em nè. Hồng nha các chị. Đẹp cực kỳ luôn. Dạ hội siêu phẩm. Eo 74 đổ lại mặc vừa nha các chị. Rồi trắng đây các chị. Trắng đây ha. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha các chị nha. Cổ Yến nè. Dạ, váy em đang mặc vẫn còn nha chị Nguyễn Thị Minh Vân ơi. Váy em đang mặc eo 72 đổ lại mặc vừa, em xem 170 đó các chị, chốt con lụa nha. Đầm tầng ha, đầm tầng con lụa. Dạ hội body hả chị? Eo 76 hả? Cái này form body đuôi cá nè. Cái này là form body đuôi cá nha các chị nha. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi trắng eo 76, 78 đổi lại mặc vừa nha các chị. Trắng 76, 78 340 em quên nhầm. 370 em sale còn 320. 370 em sale còn 320 nè. Cực kỳ đẹp luôn. Eo 74 76 rồi lại mặc vừa chấp thun u mì nha các chị nha, có xẻ ha. Mẫu này màu đen không có nè chị ơi. Rồi body riêng nha các chị. Body riêng nè. Em hỏi chị là đầm body xòe hay là đầm suông mà chưa thấy chị trả lời á chị Lý Phạm ơi. Kết ngọc nha các chị nha. Riêng kết ngọc ha, cực kỳ đẹp luôn. Siêu phẩm cực kỳ. Đây.
Nó xẻ một tí cái chân đùi nha các chị nha. Form body ha, màu trắng này, xinh cực kỳ luôn. Siêu phẩm luôn nha các chị. Mẫu này em cũng sale cho các chị với giá 320 thôi ạ. 320.000. Rồi mẫu này eo 74 đổ lại mặt vừa nha các chị nha. Eo 74 đổ lại mặt vừa nè. Cực kỳ đẹp luôn. Chị nào lấy thì chốt cho em là mã số 2 nha. Chốt mã số 2 cho em. Eo 74 đổ lại mặt vừa. Lên form rất là đẹp luôn nha các chị. Đó em mới về được hai mẫu đó thôi à chị Thúy Hằng ơi. Em mới về được có hai mẫu đó thôi. Đầm suông hả chị? Đầm suông siêu phẩm màu đỏ đô hả? Eo 90. Đây chị Lý Phạm nè. Đây, eo 90 ạ. Eo 90. Cực kỳ đẹp luôn. Hàng siêu phẩm nha các chị nha. Siêu phẩm nè. Đó, kết đá nha các chị. Kết đá ha. Cực kỳ đẹp. Đẹp lắm luôn á. Eo 90 đổ lại mặt vừa nha các chị nha. Tay của nó nè, tay phối ren ha. Cực kỳ đẹp luôn. Giá em đang sale là 220.000 đó chị Lý Phạm. Em sale với giá 220 á. Rồi em tiếp tục lên xuông cho các chị nha, xuông công sở ha. Tròn nha các chị. Cổ tròn 60-62kg đổ lại mặt vừa nè. Trên 1m6-65kg được luôn nha các chị nha. Rồi chị nào lấy thì tiếp tục chốt cho em. Mã này là chốt lại mã 1 cho em nha. Chốt lại mã số 1 cho em ạ. Cổ tròn nha các chị. Dây kéo khóa đồng ha. Cực kỳ xinh luôn mã 1 nè. Túi trước nha các chị nha. 65kg cao trên 1m6 vừa nha các chị. Dưới 1m6 tầm 60-62kg thôi ạ. Chị nào lấy thì chốt cho em mã 1 nè. Chốt mã số 1 cho em nha. Chị nào lấy chốt mã 1 cho em nè các chị đẹp ơi. Chia sẻ like giùm em luôn nha các chị. Rồi mã số 2 ạ. Mã số 2. Mẫu này 60kg thôi nha các chị. 60kg đổ lại mặt vừa ha. Trên 1m6 nha các chị nha. Các chị trên 1m6 60kg ha. Dưới 1m6 tầm 55-57kg nè. Chị nào lấy chốt cho em mã 2. Chốt mã số 2 cho em nha. Mã số 2 ạ. Các chị nha, mà hai caro cực kỳ xinh luôn. Rồi mã số 3 caro đỏ nha các chị. Mã 3 caro đỏ nè. Form 62kg, dưới 1m6, trên 1m6 65kg được nha các chị. Rồi chị nào lấy chốt mã 2 cho em. Ôi xin lỗi, mã số 3. Mã số 3 ạ. Mã số 3 nha các chị nha. Mã số 3 chị nào lấy chốt mã 3 cho em. Đây, mã số 3. Chị nào lấy chốt mã 3 cho em. Mã số 3 em có một cái duy nhất nha các chị.
rồi mã 4 ạ. Mã số 4. Trên 1m6 65 kg đổi lại mặc vừa nha các chị nha. Thiếu 1m6 tầm 60 kg ha, 60 62 kg ạ. Xuân có cổ phong nhỏ hơn không em? Dạ có nha chị Hạnh Nguyễn ơi, em có ha. Rồi chị nào lấy thì chốt cho em là mã số 4 ạ. Chốt mẫu mã 4 cho em nha. Chị Hạnh Nguyễn đợi em một tí nha chị. Chị nào lấy mã 4 chốt mã 4 cho em nè. Mấy chị eo to ra rồi ạ. Đây mã 5. Mã 5 nha các chị. Mã 5 60kg thôi ạ. 60kg trên 1m6 dưới 1m6. Tầm 55-57kg thôi nha các chị nha. Form dài ha, cực kỳ đẹp luôn. Mã số 6 ạ. Chị nào lấy chút mã 6 cho em. Cái này cổ tròn nha các chị nha. Cổ tròn. Mã số 6. Một cái duy nhất. Chị nào lấy chút mã 6 nè. Các em mặc eo 74 vừa không? Dạ eo 72 thôi chị Mỹ Châu ơi. Eo 72 thôi chị đẹp. Rồi mã 7 nha các chị. Ui mã 7 cực kỳ xinh luôn á mấy chị ơi. Mã số 7 nè. Bông rất là xinh luôn các chị. Mã 7 ha. Chị nào lấy chút mã 7 cho em nè. Em có một cái duy nhất thôi các chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn. 65kg cao trên 1m6 nha các chị, giữ 1m6 tầm 60kg ha. Cho chị xem cái bông đỏ. Bông đỏ hả chị, rồi để em dơ cái bông đỏ lại chị coi nha. Bảy ký vừa đẹp luôn á chị ơi, 5-7kg vừa đẹp á, không rộng lắm đâu chị. Đây bông đỏ đây chị Ngọc Diễm ơi, bông đỏ đây chị. Dạ hồi đỏ chị đặt gửi đi chưa em? Dạ hồi đỏ chị đặt hả? Hình như là chưa về hay sao á chị Tham Hiếu ơi. Hàng đặt có là em không có biết, mấy chị hỏi em cũng vậy à. Có gì các chị cứ nhắn tin liên hệ với chị My dùm cho em nha. Đặt hàng order á, liên hệ trực tiếp với chị My dùm em ạ. Đây chị Ngọc Diễm ha, xinh cực kỳ luôn. Mẫu này hả chị? Mẫu này để em coi. Ngực chị vừa nha chị. Vừa ngực luôn ạ. À. Ngực 106 ha. Ngực co giãn 106. Chị lấy thì ok cho em nha chị đẹp. Em xì hả chị? Hôm nay em đang lên đầm công sở cho mấy chị. Tại em hứa thôi. Em hứa lên đầm công sở mà. Hôm qua em không có like được á. Hôm nay em lên đầm công sở cho mấy chị. Hôm qua chị Minh đã có rồi mà. Vậy là chắc gửi rồi chứ em không biết. Rồi mã 8 này các chị ơi, mã số 8 nha. Bông rất là nhã nhặn luôn các chị, mã 8. Mã số 8 ạ. Dạ ok chị Ngọc Diễm ạ. Mã số 8. 65kg cao trên 1m6 độ lại mặt vừa nha các chị. À từ từ. Ô phong này 60kg thôi, 60-62kg thôi các chị ơi. Mã 8 60-62kg nha các chị. Mã số 8 60-62kg. Chị nào lấy chút mã 8 cho em nè. Mã 8 thì cũng có một cái duy nhất. Đỏ của chị Ngọc Diễm nè.
rồi mã 9 ạ. Mã 9 chỗ xinh lắm luôn nè mấy chị ơi. Nền trắng hoa xanh nè. Hoa xanh hoa hồng nè. Mã 9 nha các chị nha. Mã số 9 cực kỳ đẹp luôn. Mã 9 62kg đổ lại mặc vừa nha các chị. Mã số 9 62kg nè. Chị Hồ Nga. Dạ đầm em đang mặc vẫn còn nha chị Hồ Nga ơi. Đầm em đang mặc eo 72 á chị. Em sale cái đầm này là giá 170.000 ạ. Giá đầm em đang mặc là 170 nha các chị nha. Eo 72 con tầng nha các chị. Rồi chị nào lấy thì chốt cho em mã số 9 nha. Cực kỳ xinh luôn các chị. 60-62kg đổ lại mặc vừa mã 9 ạ. Chị Linh Đạt hả? Hôm nay em đang hứa lên đầm công sở nên em lên đầm công sở trước nha chị. Chị nào lấy mã 9 chốt mã 9 cho em ha. Cực kỳ đẹp luôn các chị. Rồi mẫu có cổ chị Hành Nguyễn còn coi không chị? Chị Hành Nguyễn ơi chị còn coi không? Có thì chấm lên giùm em với để em like lại mấy mẫu có cổ cho chị coi nè. Đây, xuông có cổ nè. Eo 90 đổ lại mặc vừa, cực kỳ đẹp luôn. Có cổ nha các chị. Chị nào lấy thì chốt cho em mã 1 nè. Xuông có cổ ha. Mã số 1 nha các chị. Chị Hạnh không đang xem thì em qua mẫu mới nha. Em qua mẫu mới nha các chị. Đây mã số 10 nha các chị nha. Mã số 10 ha. Mã số 10 form nhỏ này các chị ơi. Mã 10 60kg coi trên 1m6 đổ lại mặc vừa ha. Dưới 1m6 tầm 55-57kg nha các chị. Mẫu này 57kg đổ lại mặc vừa này dưới 1m6 ha. Trên 1m6 tầm 60kg ạ. Chị nào lấy chốt cho em là mã số 10. Chốt mã 10 cho em nha các chị nha. Túi nè. Dễ thương cực kỳ luôn mã 10. Mã số 10 nha các chị. Đi công sở ok hết nha các chị nha. Form dài qua gối ha, size L nè. Mã số 10 chị nào lấy chốt mã 10 cho em. Mã 11 ạ. Mã 11 nha các chị, mã 11 62kg độ lại mặc vừa ha. Mã số 11. Trời cái hoa này rất là xinh luôn đó các chị ơi. Mã 11. Rất thun nha các chị. Thun co giãn ha, mã 11 chị nào lấy chốt mã 11 cho em nè. Chốt mã số 11. Cực kỳ đẹp luôn, mã 11 em có một cái duy nhất. Dạ đây chị Hồ Nga ơi, đây chị. Xe tầng nha chị nha. Tầng ha. Chốt von lụa, xe tầng von lụa cực kỳ xinh luôn. Đây đằng sau đây. Eo 72 đổ lại mặc vừa, cực kỳ xinh luôn. 170.000 thôi chị. Chị lấy thì chốt cho em mã mẫu mặc nha. Rồi mã 12 ạ. Mã 12 sập nha các chị. 12 xong sập ha.
57kg dưới 1m6 đổi lại mặt vừa nha các chị, trên 1m6 60kg nha. Chị Ngọc Diễm gửi địa chỉ Vĩnh Long cho chị nghe em. Dạ ok chị. Chị cho em xin lại địa chỉ Vĩnh Long của chị đi, chị Ngọc Diễm ơi. Đây nha. Rồi chị nào lấy chốt cho em là mã số 12. Sọc nha các chị. Các chị nào mà tròn người á, mặc phong sọc nhìn người mình nó gọn hẳn luôn nha các chị nha. Còn các chị nào ôm ốm á thì mặc sọc ngang. Còn các chị tròn người thì mặc sọc dọc. Nhìn người nó gọn lắm. Rồi chị nào lấy chốt cho em mã 12 nè. Mã số 12. 140.000 thôi nha các chị. 140.000 một đầm thôi. Chốt vải cực kỳ đã luôn. Mã 13. Sọc tím mã 13 nha các chị nha. Dưới 1m6 57kg đổi lại mặc vừa, trên 1m6 60kg nha các chị. Mã 13. Chấm bi nè các chị ơi. Xin chưa? Mã số 14. Chấm bi nha các chị. 60kg đổi lại mặt vừa nha các chị nha. 60kg cao trên 1m6 ha. Dưới 1m6 tầm 55-57kg nha các chị. Mã 13. 14 chứ mã 14 nhầm. Em nhầm mã các chị ơi. Chấm bi này mã 14 nha. Dạ ok chị Hồ Nga lấy mẫu em nông mặt. Dạ ok chị. Dạ đợi em một tí nha. Chị nào lấy mã 14 chốt mã 14 cho em nha các chị nha. Chấm bi nè. Về lại Vĩnh Long rồi hả chị Ngọc Diễm? Đo ngực. Ok chị, em đo mã chấm bi. Em la nhanh sợ mấy chị kịp xem mẫu á, cho nên em la từ từ. Chấm bi mực ngực 102, 104 nha chị Canh Trinh Thi ơi. Dạ ok chị Ngọc Diễm. Chấm bi eo 94 nè. Chấm bi eo 94 ngực 102, 104 nha chị Canh Trinh Thi ơi. Em đo độ co giãn hết mức của đầm á. Vòng eo của mình với là vòng ngực của mình nhỏ hơn thì mặc ok luôn nha. Xuân không có sọc đi em. Đây Xuân chấm bi được không chị Linh Đạt? Rồi chị nào lấy chốt cho em mã 14 nha. Chốt mã 14 cho em hoặc chốt mã bi cho em cũng được. Rồi mã 15 ha. Mã số 15 nè. Trắng bi to nha các chị. Mã 15. Mã số 15 cực kỳ xinh luôn. 60kg đổ lại mặt vừa nha các chị. Mã 15. Chị nào lấy chốt mã 15 cho em. Nốt cái này em qua đầm nha. Sợ bị rộng. Vải thun á chị Canh Trinh Thơ ơi. Em kéo căng hết mức á. Lúc mà em đo em cho các chị thấy mà. Đây nè. Đo kéo căng hết mức luôn. Đây ha. Đó. Còn nếu để bình thường á thì không tới đâu.
mẫu này bằng cái mẫu chuẩn bi này. Nếu để bình thường là em là ngực 94 nha, ngực 94 nha các chị. Và váy em mặc có lại có tay không? Dạ không, cái mẫu em đang mặc thì không chị ơi. Mẫu bông này thì không. 170 á chị, tích trinh lê. Đó, độ không co giãn của cái đầm này á là ngực 94 này các chị, ngực 94, eo 86. Đây là không co giãn nha các chị nha. Chị nào lấy thì chốt cho em mã 15 nè. Mã 16 đi, hay là chốt mã sọc cho em cũng được. Cái sọc này cực kỳ xinh luôn. Em nói rồi, các chị là người tròn tròn á, mặc cái sọc nhìn gọn lắm luôn nha các chị nha. Rất là gọn luôn. Còn mấy chị mà gầy gầy á như em nè, mặc mấy cái sọc ngang á làm người mình nhìn nó tròn trịa hơn. Dạ 140 á chị Phương Nguyễn ơi, 140 à, em lên xuông đồng giá 140 cho các chị đẹp hốt nè. Chị nào lấy sọc chốt kem mã sọc ha. Rồi em sẽ lên mấy mẫu xòe cho các chị coi nha. Em qua xòe nha các chị cho đỡ ngán. Chị Nguyễn chắc. Ừ đúng rồi. Như sao vậy? Chị Nguyễn. Em sẽ qua xòe ha. Mẫu em đang mặc là đang sale 170 nha các chị. Mẫu em đang mặc còn một cái nè, 170 ngàn, eo 72 đổ lại mặc vừa nha các chị nha. Xinh cực kỳ luôn. Xòe tầng ha. Chị nào lấy thì chốt cho em là mã mẫu mặc nè. Em còn một cái á. Rồi em qua mẫu. Mấy mẫu tầng tầng này xinh lắm mấy chị ơi. Đây. Đây nha các chị. Xinh cực kỳ luôn, màu hồng nè. Trời ơi, cưng lắm luôn các chị ơi, hoa nhí ha. Đó. Form váy này các chị. Form váy đây, xinh cực kỳ. Đó. Rất là xinh luôn nha các chị nha. Dài qua gối luôn ha. Rồi mẫu này em cũng sale cho các chị với giá 170 thôi các chị ơi. 170 thôi ạ. À. Eo 76 nè. Hồng này eo 76 độ lại mặc vừa nha các chị, xinh cực kỳ luôn, có một cái nơ. Đó, một dây rất nơ ha. Cái bông của nó nè. Nền hồng bông nhí nha các chị ơi. Rất là xinh luôn. Rồi chị nào lấy thì chốt cho em mã hồng. Chốt mã hồng cho em. Eo 76 độ lại mặc vừa nha các chị nha. Bên trong có lầm lót luôn. Ha. Eo 76 mã hồng nè. 170 ngàn chị nào lấy chốt mã hồng cho em. Rất là cưng nha các chị. Rồi mã hồng em có mã vàng nữa nha các chị nha. Hồng em có vàng nữa. Có vàng nè các chị nè. Trời ơi, xinh quá. Vàng đây các chị ơi. Nền vàng hoa nhí hồng nha các chị. 170 ngàn thôi ạ. À. Rất là xinh luôn. Vàng nha các chị nha. Chị nào lấy chốt cho em mã vàng ha. Mã vàng nè. Vàng cũng 74-76 luôn nha các chị. Vàng 74-76 luôn ha. Chị nào lấy chốt mã vàng cho em. Rất là xinh luôn. Chốt qua lụa nha các chị nha. Qua lụa ha. Chị nào lấy chốt mã vàng cho em nè. 170 ngàn. Qua mẫu nha các chị. Ôi đầm này xinh quá mấy chị ơi. Đầm xanh rêu nha các chị nha. Thun bậy. Eo thun nha các chị. Eo thun mà ở phía dưới là nó xếp ly nè các chị. Phía dưới là xếp ly ha. Qua lụa luôn nha các chị nha. Xinh cực kỳ luôn. Rồi mẫu này em sale các chị với giá 180 nha. Bên trong có đầm lót nha các chị. Bên trong có đầm lót 180 ngàn nè. Xinh cực kỳ. Đó. 180 nha các chị nha. Có dây rất eo luôn ạ. Rồi mẫu này eo từ 60 đến 80 đổ lại mặc vừa nha các chị.
Em 60-80 đổi lại mặt vừa. Chị nào lấy chốt cho em mã xanh 180 nè. Xanh 180 nha các chị nha. Chốt mã xanh 180 cho em. Cổ đứng nha các chị. Đó, có hai cái túi giả nè. 180.000 chốt con lụa nha các chị nha. Phía dưới là xếp ly ha. 180 thôi. Chị nào lấy thì chốt cho em mã xanh 180 ha. Xinh quá. Đây nha các chị. Mặc lên rất là cưng luôn. Chị nào lấy chốt cho em mã xanh nè, xanh 180. Đây nha các chị nha, xinh lắm luôn á. Cực kỳ xinh nha các chị. Tay lỡ luôn ha. Eo từ 60 đến 80 đổi lại mặt vừa nè. Đó. Chị nào nếu mà không thích, cổ điển á thì các chị gài hết nút lên nha các chị nha. Nó chưa mổ nút hết. Đó. Rất là xinh luôn. 180 nha các chị. Mẫu xanh này em sale 180 nè. Cơm gì xem mấy chị ơi. Rồi em có màu xanh đen nữa nè các chị. 180. Cái tên Facebook em không đặt được luôn á mấy chị. Đây, xanh đen nha. Xanh rêu và xanh đen. Chị nào lấy màu nào thì comment màu cho em. Trời ơi mà xanh đen là xinh quá mấy chị. Xanh đen thì cực kỳ xinh luôn. Eo từ 60 đến 80 đổ lại mặt vừa nha các chị nha. Có dây thắt eo luôn ạ. Từ 60 đến 80 nha các chị. Rồi chị nào lấy xanh rêu hoặc lấy xanh đen chốt màu cho em. Eo từ 60 đến 80 với chị Hành Nguyễn ơi. Vừa cho con ăn vừa coi. Tội mấy chị đẹp quá à. Đây xanh đen nè các chị. Xếp ly ở phía dưới nha. Xinh lắm luôn mấy chị ở 180 thôi à. Chất quan lụa đó các chị. Đẹp cực kỳ luôn á. Rất là xinh luôn. Màu xanh rêu hoặc là xanh đen đều đẹp nha các chị nha. Trời ơi hai màu đẹp quá trời luôn. Đem vô lại cho các chị coi màu xanh đen nè. Xinh quá. Hàng Zara nha các chị nha. Đây xanh đen đây. Và xanh rêu em đông mặt. Các chị thích màu nào thì comment màu cho em nha. Chị Herberit hả chị? Chị Herberit lấy cái mã xanh rêu hay là mã xanh đen á chị đẹp ơi. Chị Herberit lấy màu nào chị? Xanh đen hay là xanh rêu? Comment lên cho em với.
đen hay xanh rêu á chị? Xanh rêu. Rồi em còn xanh đen thôi chị Mỹ Châu ơi. Chị Mỹ Châu Phạm Thị ơi, em còn xanh đen thôi à, chị lấy xanh đen không? Chị lấy xanh đen không chị? Xanh rêu là của chị Hờ Brit rồi ạ. À, dạ ok chị Hợp Rít. Chị Mỹ Châu Phạm Thị ơi, ok chị. Rồi em còn xanh đen ha, chị nào lấy xanh đen chốt mã xanh đen cho em nè. Rồi mã xanh lúc nãy em mặc có màu vàng luôn nha các chị nha. Xanh lúc nãy em mặc có vàng nè, đầm bon tầng nha các chị, cổ nữ hoàng ha, cực kỳ đẹp luôn, bon tầng đây nha các chị nha, bon tầng vàng ha, y như mẫu xanh lúc nãy em mặc luôn á. Rồi mẫu này eo 72, eo 72, 73 đổ lại mặt vừa nha các chị, vàng 72 73 này. 170.000 ha, chị nào lấy chốt cho em mã vàng nha các chị. Vàng cực kỳ xinh luôn. Eo 72 73 ha. Đó. Có một cái dây thắt nơ ở ngay cổ nha các chị nha. Rất là xinh. Vàng. Chị nào lấy vàng chốt mã vàng cho em. Vàng 170 nha các chị. Mẫu xanh hồi nãy em mặc nè, xanh eo 72 nha các chị nha, xanh đen eo 72 tầng ha, rất là xinh luôn. Chị nào lấy thì chốt cho em màu xanh đen nè, chốt mã xanh đen cho em, eo 72 độ lại mặc vừa nha các chị. Xòe dài nha các chị nha. Xòe nè. Xòe nền đỏ đô hoa nhí nha các chị. Xòe đỏ đô hoa nhí. Mẫu nào á chị Thu Thương ơi? Mẫu em đang mặc eo từ 60 đến 80 nha chị Thu Thương. Mẫu em đang mặc là thun bao thun eo á. Eo từ 60 đến 80 đổi lại mặc vừa, em còn màu xanh đen. 180.000 mẫu em đang mặc ha. Rồi đỏ đô eo 70 nha các chị. Đỏ đô eo 70 nè. Mẫu này em cũng sale cho các chị với giá 170 thôi ạ. 170.000. Eo 70 nha các chị. Sạch luôn. Chất von lụa này các chị ơi. Đây có đầm lót bên trong luôn nha. 170 chị nào lấy chốt kia mã đỏ đô. Dạ, em cao 1m65 với chị Trần Thanh ơi. Em cao 1m65 nha. Mặt dài phủ gối luôn ha. Em cao 1m65. Đây các chị nào lấy chốt cho em mã đỏ đô nè. Đỏ đô nha các chị, 170.000 eo 70 ạ. Chốt qua lụa nha các chị, đẹp cực kỳ luôn. Áo em mặc đó giá bao nhiêu? Dạ 180.000 nha chị Thu Thương ơi. 180 chị. Nhưng mà hết màu xanh rêu rồi, để em thử màu xanh đen cho các chị coi nè. Em màu xanh đen á.
em còn màu này nha các chị ơi. Em còn màu này ạ. Chị Thu Thương nè, em còn màu xanh đen nha, màu xanh đen cực kỳ xinh luôn các chị. Có dây thắt eo luôn ha. Eo bao thun cho nên là co giãn từ 60 đến 80 độ lại mặc vừa nha các chị. Các chị eo từ 60 đến 80 mặc được hết ha. Đây. Cực kỳ xinh luôn. Cổ đứng nha các chị nha, cổ đứng nha. 180 ạ. Rồi vàng nha các chị. Vàng cổ nơ nè, cực kỳ xinh luôn. Phía dưới là đuôi cá nha các chị nha. Vàng cổ nơ đuôi cá nè. Hoa nhí ha. Đó, rất là xinh. Mẫu này eo 70 nha các chị. Eo 68-70 độ lại mặc vừa. 68-70 độ lại mặc vừa. Em xem mẫu này 170 ạ. Chị nào lấy thì chốt cho em mã vàng. Chốt mã vàng cho em nha, 170.000 thôi các chị. Lấy cho chị, em đang mặc 180. Dạ ok chị Thu Thương. Chị nào lấy vàng chốt mã vàng cho em nha. Vàng em sale cho các chị với giá 170 thôi các chị ơi. Vàng 170 thôi ha. Rồi, ước mẫu em đang mặc cho chị Thu Thương. Thêm lại cái chữ vàng như chị mới vào. Dạ ok chị Su Su Mia. Đợi em một tí nha. Vàng đấy chị. Vàng đây ạ. Cực kỳ xinh luôn. Chóc voan lụa nha các chị. Chị Linh Trần. 65kg 1m68 được không? Dạ 65kg hả? Eo bao nhiêu chị? Cái này có dạng eo 80 nhưng mà hết mẫu rồi. Hết mất rồi chị Linh Trần ơi. Dạ em chào chị Nguyễn Thắm ạ. Đây chị Susu Mia ơi. Cực kỳ xinh luôn. Mã vàng ha. Vàng nè. Nơ cổ nha các chị. Hoa nhí ha. Hoa nhí rất là xinh luôn các chị ơi. Đây, nền vàng hoa xanh ha. Rồi, 68 các chị ạ. Eo 68 thôi á chị Susumia. Mẫu này eo 68 nha. Chị nào lấy vàng chốt mã vàng cho em 170 thôi các chị. Em xem mẫu này chị với giá 170.000 thôi. Đẹp cực kỳ luôn đó các chị ơi. Chị nào lấy vàng chốt cho em mã vàng ha. Không vừa hợp dạ. Mẫu này eo hơi nhỏ. Em có mẫu vàng kia eo 76 nè. Eo 76 cho chị eo bao nhiêu vậy chị Su Su? Em có mẫu vàng eo 76. Đây, vàng eo 76 ha. Cũng hoa nhí luôn. Vàng 76 nè. Eo 76 nha các chị nha. Mẫu vàng này eo 76. Chắc hoa lụa luôn, cực kỳ đẹp nè. Không sợ em lên lúc đầu like rồi chị. Đó. Rồi chị nào lấy thì chốt kem mã vàng 76 nè. Vàng 76 cũng 170 luôn nha các chị nha. Vàng 76 em có hồng luôn nha các chị. Vàng 76 em có hồng luôn. Thank you.
Dạ không nha chị Ý Nguyễn ơi, không chị. Rồi em qua mẫu nha các chị nha. Rồi body đuôi cá các chị ơi. Body đuôi cá này đẹp cực kỳ luôn. Wow, đẹp quá mấy chị. Trời đẹp quá nè. Các chị ơi, body đuôi cá chứ không u mì nha. Trời ơi, đẹp cực kỳ luôn á. Rồi body đuôi cá tay phồng nha các chị nha. Có túi luôn ạ, cực kỳ đẹp nè. Rồi mẫu này em lên cho các chị với giá 180.000 thôi nha các chị nha. Chất thun u mì ha. Chất thun u mì 180 thôi các chị ơi. Đúng rồi, đẹp lắm á chị Quý Kiều. Trời đẹp mê luôn á. 180 thôi các chị, chất thun u mì ha. Rồi mẫu này eo 76 nha các chị nha. Eo 76 77 đổi lại mặt vừa. Eo 76 77 đổi lại mặt vừa nè, 180.000. Em có màu vàng bò. Màu xanh rêu nè. Màu xanh rêu ạ. Xanh rêu này các chị ơi, body đuôi cá nè. Trời đẹp quá. Xanh rêu ha. Chị có màu này rồi. Rồi xanh rêu eo 80 luôn nha các chị nha. Xanh rêu eo 80 đổ lại được luôn nè. Các chị đợi tí. Ui có màu đỏ. Màu đỏ đẹp quá mấy chị. Đỏ đô nè. Đỏ đô ha. Chắc không u mì luôn nha các chị nha. Đảo đô 78 ạ. Đảo đô 78 đổ lại mặt vừa nha các chị. Rồi màu đen ha. Đen nè các chị ơi. Đẹp quá trời. Đen. Đen nha các chị. Em sẽ thử mẫu này cho các chị coi nha. Đen 76 nha các chị nha. Đen 76, 77 ha. Rồi các chị đợi xíu em thử mẫu nha. Để em trả cái đầm này. Đây nha, cực kỳ đẹp luôn nè. Một trăm tám thôi nha các chị, có túi luôn ha. Cổ nè, cổ V nha các chị nha. Cổ V tay phồng, phồng đuôi cá nha các chị. Cực kỳ xinh luôn.
180.000 nha các chị nha. Em có màu đen nữa nè. Đen, chất thun u mì nha các chị. Đen ạ. Đỏ đô. Body đuôi cá nha các chị, đỏ đô nè. Và vàng bò. Đây ha. Em có 4 màu hết nha các chị nha. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào lấy màu nào comment màu cho em nha. Chị nào lấy màu nào comment màu cho em ạ. Em sale 180.000 thôi các chị. 180.000 nha các chị nha. Cực kỳ đẹp luôn. Eo 90 hả chị? Mẫu này không có eo 90 rồi chị đẹp ơi. Rồi chị nào lấy màu nào comment màu cho em nha các chị. Comment màu cho em nha. Đa tạ hả? Lấy màu nào thì comment màu cho em nha các chị. Rồi body nha các chị. Body đây ạ. Body rất vai ha. Phối riêng lưới nha các chị nha. Body rất vai, phối riêng lưới nè. Đây. Em lên nãy giờ quá trời luôn đó chị. Chị đâu đi, đi đâu trong lúc em live xì vậy chị Tình Phương ơi. Rồi mẫu body này eo 80 nè các chị nè. Eo 80-82 ha. Eo 80-82 đổi lại mặt vừa. Rồi mẫu này em sale 170 thôi nha các chị. 170 thôi ạ. À. Đó đằng trước nha, đằng trước phố ren lưới nha các chị, đằng sau trơn ha. 170.000. Xanh rêu nè. Eo 80-82 nha các chị nha. Xòe nha các chị nha. Xòe ha. Xòe kết nút nè. Nó rớt mất một nút mà các chị ơi. Rớt mất một cái nút bọc rồi. Rớt mất một cái nút bọc ngay đây rồi. Chị Na Na đầm em mặc vào eo 80. Eo 80 nha hả chị. Eo 80 em có màu à. Màu xanh rêu eo 80 nè. Để em đo lại cái xanh rêu coi. Chị Nana đợi em xíu nha. Đây em đo eo lại cho chị Nguyễn Hương ơi. Mấy màu mà mỗi màu một số đo eo em quên mất rồi. Để em tí nha.
rêu 78 nha các chị. Xanh rêu 78 ha. Đỏ đô 80 nè các chị ơi. Chị Nana ơi, đỏ đô có 80 nha. Vàng bò 80 ạ. Vàng bò 80. Đen 78 ạ. À. Đó các chị. 80 có vàng bò với là đỏ đô nè. Vàng bò đỏ đô, còn xanh rêu với đen thì 78 nha các chị nha. Em xem 180 á. Mỗi em đang mặc là eo 78 nha chị Nguyễn Hương, màu xanh rêu. Cái form nó rất là xinh luôn các chị nè. Đuôi cá ha. Form đuôi cá. Tại eo em nhỏ quá. Cho nên là em thắt cái dây thắt lưng lại. Đây còn không cắt nha các chị. Đây ạ. À. Đây ha. Cực kỳ xinh luôn. Cổ V nha các chị nha. Cổ V nè. Tay phồng. Đuôi cá nha các chị. 180 ngàn thôi có túi luôn ha. Chị nào thích màu nào comment màu cho em. Chất thun u mì nha các chị. Thun u mì nha. Rất là xinh. Chị nào lấy màu nào comment màu cho em nha. Hoặc muốn thử em thử, muốn em thử màu nào thì nói em thử. Rồi mẫu này rớt một nút rồi các chị ơi. Rớt một cái hộp nút ngay đây nè. Rồi mẫu này eo 72 nha các chị nha. Eo 72 đổi lại mặc vừa có túi luôn nè. Rồi chị nào lấy vàng trước mã vàng cho em xem cái này 160 nha các chị. Xem 160 thôi ạ. À. Nó rớt một cái hộp nút ra đây cho nên em xem 160. 160 nha. Chị nào lấy vàng trước mã vàng cho em eo 70-72 nha các chị. Body tiếp này các chị ơi. Body bên trong cuối này. Vàng có eo 80. Vàng bò hả chị? Để em đo lại. Vàng 78 của chị đẹp nha Lam ơi. 80 em có màu đỏ đô. Tên là gì ta? Đỏ đô cái màu gì em quên. Để em coi cái này được không? Có mấy cái em đo hết đi. À không có đó chị đẹp. Em có mỗi mẫu nhỏ đó thôi à. À có vàng 80 nha cái mẫu này. Cái mẫu body này có eo 80 nha các chị nha. Rồi body tiếp ạ. À. Body da nè. Ở bên trong nha các chị. Bên trong nó phối ren nè. Cực kỳ xinh luôn cái kiểu đó nha các chị nha. Một cái tà dài đây. Cái kiểu xinh quá. Kiểu rất là xinh luôn các chị. Mẫu này em cũng sale cho các chị với giá 180 ạ. À. Cổ yếm ha. Body chất không u mì cổ yếm nha các chị. Kiểu rất là đẹp luôn. Rồi mẫu này eo 72 thôi các chị ơi. Eo 72 đổ lại mặt vừa này 180. Chị nào lấy thì chốt kem bả da. Chốt bả da cho em nha. 180 nha các chị. Bên trong nó phối ren nè. Cực kỳ xinh luôn. 180 nha. Bả da chị nào lấy chốt bả da cho em.
đo lại một lần nữa cho. Để em đo lại lần nữa nha. Rồi 80 ok luôn. Chị Nana cho em xin lại số điện thoại nha chị đẹp nha. Chị Nana cho em xin lại số điện thoại ạ. Nana cho em xin số điện thoại lại nha chị đẹp. Rồi em qua mẫu này nha các chị, mẫu này em có 3 màu nè. Ở trên là von lưới, von lụa nha các chị nha. Trên là von lụa, dưới là thun ô mì ha. Có túi luôn ạ, à, cực kỳ đẹp. Rồi mẫu này em sale cho các chị với giá 150 nè. 150 ngàn. Tay dơ nha các chị. Rồi mẫu này eo 74. Eo 74 75 đổ lại mặt vừa nha các chị nha. 74 75 đổ lại mặt vừa nè. Màu hồng ha. Em có hồng. Có xanh Cuban nè. Xanh Cuban nha các chị. Này giống không ta? Ừ, khác rồi các chị ơi, không phải mẫu này. Em có hồng và có da thôi. Hồng và da nha các chị. Rồi, da cũng eo 76 luôn ạ. À. Hồng và da ha, 150 ngàn. Chị nào lấy màu nào comment màu cho em. Hồng và da nha các chị. Ở trên là van lụa ha. Tay cánh dơi nè. Đó. Ở bên trong nha các chị, ở ngoài phụ một lớp tay cánh dơi nha. 150 ngàn, chị nào lấy màu nào comment màu cho em. Hồng và da nha các chị. Hồng và da ha. Hồng và da nha các chị nha. Chị nào lấy màu nào comment màu cho em. 150 ngàn nha các chị. Chị Cường Nguyên thấy mờ hả chị? Chắc là do mạng của mình rồi. Chắc do mạng rồi á chị Cường Nguyên ơi. Đổi đi chị ơi. Rồi các chị muốn coi mẫu nào nữa ạ? À? Các chị muốn coi mẫu nào nữa các chị? Ờ đúng rồi không? Bả.
mình xòe bông qua gối. Rồi đợi em một tí nha, em đi kiếm mẫu. Qua đi bà máy nè. Không bởi tụi vậy. Một cái khác mà bà bấm rồi làm sao mà nó khác ra được. À, máy khác. Đi qua YouTube nhạc chữ tình. Cháu không biết. Đi qua bên nhà chú đi, mạng bên chú sẽ mạnh hơn. Còn đứng bên nhà cháu mạng yếu với chú. Lạnh người đi về. Cái xanh này đẹp nè các chị nè. Phải dài qua gối nha các chị nha. Đây, cực kỳ xinh luôn. Thu Thương cho chị coi lại váy hồng. Váy hồng hả chị Thu Thương? Váy hồng mẫu nào? À đây, mẫu body em mới like hả chị Thu Thương ơi. Đây chị. Đây chị đẹp. Đây nha. Eo 76 đổ lại eo 75 thôi. Eo 74, 75 đổ lại mặc vừa. Cái này em xem 150 á chị Thu Thương. Đây nha các chị nha. Voan lụa ha. Voan lụa cực kỳ đẹp luôn nè. Nền xám hoa xanh nha các chị. Rồi mẫu này em sale các chị với giá 180 nha. 180 ạ. Nhưng mà eo hơi nhỏ, eo có 70 thôi các chị ơi. Mẫu xanh này eo 70 thôi. Eo 70 đổ lại mặc vừa nha. Chị nào lấy thì chốt cho em mã xanh 180 nè. Chốt mã xanh 180 nha các chị, chốt con lụa ha. Đó, con lụa nha các chị nha. Xanh 180, chị nào lấy chốt mã xanh 180 chị. Xanh 180 cho em nha. Lấy hồng dạ ok chị Thu Thương. Em nhỏ sợ mặt không vừa. Dạ em có 70 thôi chị đẹp ơi. Maxi nha các chị. Đây maxi nè. Maxi nha, maxi bao eo nè. Bao thun nha các chị, eo bao thun, eo từ 60 đến 80 độ lại mặc vừa ha. Maxi nha các chị nha. Mẫu maxi này em có hai màu ha. Đây là màu xanh đen nha các chị, màu xanh đen nè. Xanh đen hoa nhí nha các chị nha. Eo từ 60 đến 80 độ lại mặc vừa, mẫu này em cũng sale 180 luôn ạ. À. Dài luôn nha các chị nha. Dài đến mắt cả chân luôn á. Cực kỳ đẹp. Chị nào lấy thì chốt cho em là mã sọc xanh nè. Chốt mã sọc xanh cho em nha các chị nha. Sọc xanh 180 nha. Chốt von lụa. Eo từ 60 đến 80 đổ lại mặc vừa luôn nha các chị nha. Mẫu này em có hai màu ha. Màu xanh đen và màu xanh nhạt. Màu xanh nhạt ạ. À. Rồi màu xanh nhạt này đẹp quá chị. Xanh đen màu xanh nhạt nè. Con lụa nha các chị. Đây. Xanh nhạt ha. 180 nha các chị nha. Đẹp cực kỳ luôn. Rồi chị nào lấy màu nào comment màu cho em. Xanh đen hoặc xanh nhạt nha các chị. Xanh đen xanh nhạt ha. 180 ạ. Eo từ 60 đến 80 đổ lại mặc vừa. Thank you.
loài hoa xanh nha các chị. Hoa xanh nè, hoa xanh ở dưới là đuôi cá nha. Hoa xanh đuôi cá, mẫu này em sale 170, mẫu này em sale 170 thôi các chị. Eo 68 nha, eo 68 đổi lại mặc vừa 170.000, chị nào lấy thì chốt cho em mã 68. Đúng rồi, chốt mã 68 cũng được nha các chị. Mã 68 170 ạ. Dạ không nha chị Nga Lam ơi, đẹp mà yêu nhỏ quá. Dạ đúng rồi chị Nguyễn Thắm ơi, em hơi nhỏ. Rồi em có đỏ nha các chị nha, màu xanh đó em có đỏ luôn nè, cũng eo 68, cũng eo 68 đó, ghi size L đó các chị, size L eo 68 các chị ơi. Rồi chị nào lấy thì chốt cho em mã đỏ nha, 170 rồi các chị, chốt qua lụa cực kỳ xinh, eo 68 ạ. Không có nè chị ơi, không có nè. Dạ đúng rồi, eo nhỏ. Dạ 180 á chị Mỹ Châu ơi. Cái đầm em đang mặc em đang xe 180. Đây, 180 nha các chị. Em có màu vàng bò, màu đen, đỏ đô. Mẫu rêu eo 78 á chị Mỹ Châu ơi. Rêu eo 78 chị ơi. Rồi em lên mấy mẫu maxi nha các chị, cực kỳ đẹp luôn nè. Tay cánh tiên nha các chị nha. Đó, rất là xinh luôn. Mẫu này em có hai màu ha. Lên mẫu giống chị My. Lên tối qua eo lớn hơn. Mấy mẫu đó hết rồi mấy chị ơi. Chị Tình Phương. Rồi mẫu này eo 68 các chị ơi. Eo 68 70 đổi lại mặc vừa nè. 265 em sale còn 200 nha các chị. 265 sale còn 200. Toàn eo nhỏ. Eo 68 70 ha. Em có hồng nè. Và xanh nha các chị. Hồng và xanh. Đây cực kỳ xinh luôn. Hồng và xanh nha các chị nha. Xanh 72 ạ. À. Xanh eo 72. Hồng eo 68 70 nha các chị.
200 này, chị nào lấy màu nào comment màu cho em ha. Comment màu cho em ạ. Comment màu cho em nha các chị. 265 cho còn 200 nè. Rồi caro hồng nha các chị nha. Caro hồng mua cá nè. Tay cánh tiên luôn, rất là xinh. Rồi mẫu em này 72 luôn nha các chị nha. 72 ha. Em sale này cũng 200 luôn ạ. Eo 72. Mẫu này 78 là dạng nhất có thể rồi chị Mỹ Châu ơi. Còn 80 thì em có màu vàng bò nè, màu vàng bò với màu đỏ đô. Em có đỏ đô với vàng bò eo 80 á chị Mỹ Châu. Rồi 200 chị nào lấy chốt cho em mã caro hồng. Rồi maxi đen nha các chị nha. Chị My ơi, đang live mà sao đổ bát. Trời ơi, My bị chầm rồi. Mẫu này eo 70 nha các chị nha. Eo 70 ạ. Cái này em sale còn 250 ngàn. Eo 70 đổ lại mặt vừa nha các chị. Chị nào lấy thì chốt cho em là mã đen 250 nè. Chốt mã đen 250 cho em nha. Eo 70 đổ lại nha các chị. Rồi caro đỏ tay phòng nha các chị nha. Caro đỏ tay phòng này cực kỳ xinh luôn. Eo 68 nha các chị. Eo 68 nè. Dạ được rồi. Tay phòng ạ. Chị nào lấy thì chốt caro đỏ cho em ha. Caro đỏ em sale 200. Dạ đây chị ơi. Con thằng eo nhỏ. Đây chị. Đỏ này chị nè. Đỏ đô á. Tám mươi nè. Đỏ đô 80. Chị lấy thì ok chị em nha. Đỏ đô rất là xinh luôn. Dạ còn nha chị, đây để em like lại cho chị coi này. Đây xung có cổ đây các chị ơi. Đây nha. Mã số 1 nha. Mã số 1 eo 90 đổ lại mặc vừa nha các chị, cổ sơ mi này. Cổ sơ mi. Cài nút nha các chị nha. Mã 1 chị nào lấy chốt mã 1 cho em. 140 á chị Hạnh Nguyễn ơi, 140 chị đẹp ơi. Dạ không nha chị Nguyễn Yến. Không có chân váy công sở chị ơi. Mã 2 nè các chị. Mã số 2 ha. Cổ sơ mi luôn nha các chị. Mã số 2. Eo 90 đổ lại mặc vừa ha. Có túi luôn ạ. Mã số 2 nè.
không lạnh nha các chị nha, đẹp cực kỳ luôn á. Mã 2, chị nào lấy trước mã 2 cho em 140.000 ạ. Mã số 3 sọc tím nha các chị nha. Mã số 3 sọc tím ạ. Đây. Có túi hết luôn nha các chị nha. Mấy mẫu này em lên có túi hết ạ. Cái này đi công sở được luôn ha. Đây, túi đây. Mã 3 chị nào lấy chút mã 3 cho em nè. Con nghe Thanh này nó chốt cho 2 like, 3 like gì luôn mà nó chốt có 1 like là sao? 1 like của chị buổi tối, buổi sáng của em mới có đủ đơn với lấy đâu ra mà Thanh nói là lớn shop chị nè, shop chị cho chốt 2 like đúng không? Không ô mì á chị Mỹ Loan like. Ơi. Mà chị nói như vậy là không đúng là sao? Không ô mì á chị Mỹ Loan. Chả hiểu luôn á nghe Thanh nè. Chị cái váy siêu phẩm eo 70 giờ chị mê không? Body hay suông hay xòe á chị ơi? Chị Nguyễn Yến đơn từ tối qua sao á? Qua tối kia gì á? Thùng ô mì nha chị. Qua em thấy rồi mà. Đây mã số 4 nè. Mã 4. Mã 4 cũng eo 90 luôn nha các chị nha. Sọc ha. Vậy chốt cho chị, ok chị Mỹ Loan Phạm. Em đọc cái tin của bà gì, bà 18 mà chị nói á. Em hoảng luôn á. Giống như là học văn á. Chị Nguyễn Yến, tối qua chị có đặt một cái rồi, chốt thêm để ship luôn. Siêu phẩm eo 70. Để đợi em một tí nha. Mã 5 nha các chị. Đây mã 5 đây ạ. Mã 5, chị nào lấy chút mã 5 cho em. 140 nha các chị nha. Nhắn mình sớ luôn. Nhắn tối hôm qua luôn các chị. Đúng không? Thấy này chết chút like này, bạn đã bắt đầu nhắn rồi. Nhắn liên tục. Nhắn không ngừng nghỉ. Em
đề siêu phẩm này được không chị? Eo 70 này chị Nguyễn Yến ơi. Đẹp cực kỳ luôn á. Eo 70 nè. Kết ngọc nha các chị nha. Kết ngọc cực kỳ đẹp luôn. Ở phía dưới là nó ren nha các chị. Ren theo nổi nè, cực kỳ đẹp. Ren theo nổi. Ren theo nổi nha các chị. Đó. Đẹp lắm luôn. Hôm qua có màu đỏ rồi hả chị? Rồi để em lựa một cái. Chị thích màu nào để em lựa? Chị Nguyễn Yến. Chị Nguyễn Thâm lấy cái đầm đỏ đó hả chị? Ôi, em chưa nói giá mà chị đẹp. Này, xem bao nhiêu chị Minh. Mẫu này 300 em xem còn 250 á chị Nguyễn Thâm ơi. Chị Nguyễn Thâm lấy thì ok cho em nha, eo 70 thôi á chị đẹp ơi. Lấy thì ok cho em nè. Siêu phẩm 300 em sale còn 250.000. Eo 70 thôi nha chị Nguyễn Thắm. Dạ ok chị Nguyễn Thắm ạ. Để em lên nốt mẫu này để em nghĩ nha các chị ơi. Đẹp cực kỳ luôn nè. Màu xanh cổ vịt nha các chị. Xanh cổ vịt kết ngọc ha.
cực kỳ đẹp luôn. Tiền loài giống con này thì mày là khắc lên lòng được. Em coi bà này rồi, có bà ghê hơn được bán giỏ chị. Ừ. Hai bà cùng gào luôn, à. Hai bà cùng like với nhau cùng gào lên dạy luôn á. Nó hơi bị to á, hai người luôn. Cứ một người là cứ bình thường rồi, bây giờ là trình độ của hai chị. Sắc kỳ vậy chị. Chị My thử ơi chị My. Em 76 đổ lại mặt vừa nha các chị. Chị My cái này chị xem nha. Cái này bán xong đóng hàng, nếu mình chết ngay cái chỗ gục. Có 200. Rồi mẫu này em sale còn 200 nha các chị nha. 200 ạ. Nhỏ nhất là 70, lớn nhất là 6. Em từ nhỏ nhất là 70, còn lớn nhất là 76 vừa nha các chị. 200 chị nào lấy thì chốt cho mã xanh cho em nè. Chốt mã xanh cho em nha. Đẹp cực kỳ luôn, chất phun u mì nha các chị. Phía trên là bon lưới. Đó. Rồi chị nào lấy thì chốt mã xanh cho em nè. Em từ 70 đến 76 rồi lại mặc vừa hết nha các chị. Ui, nó nhảy lại 14 phút đầu rồi chị này. Nó nhảy lại số phút. Cái lúc mà bị ấy. Rồi, thôi em nghỉ nha các chị nha. Cho chị cái xanh dùng đơn. Ok, chị Nguyễn Thắm ạ. Rồi em nghỉ nha các chị. Đơn của tối hôm qua với là ngày hôm nay là em gửi hết nha các chị nha. Còn đơn của sáng hôm nay mà một cái thì em sẽ để sáng mai em chốt cho các chị nha. Còn đơn sáng nay mà hai đơn trở lên là em chốt đơn luôn nha các chị, em không giữ đơn nha. Từ hai sản phẩm trở lên, còn một sản phẩm thì em sẽ giữ cho các chị tới live của tối nay nữa ha. Còn đơn hôm qua với là đơn sáng nay em đi hết ạ. Rồi tạm biệt các chị đẹp nha. Bye bye các chị.